Xin chào ban giám khảo đã đến với cuộc thi này. Thì chúng em là nhóm học sinh đại diện trường Thiện Lý đã tham gia cuộc thi. Thì hai cộng học sinh chúng em, đây là Bảo Khang và bạn Quang, đã làm ra một cái máy ở bên năng lượng mặt trời mà chúng em đặt tên là máy hút tri thức. Vậy Quang, bạn có thể cho mình biết thêm về chức năng của chiếc máy này không? Thì đây là một chiếc máy, nó sẽ lấy dữ liệu của hai các bạn cảm biến hai bên, hai trên đầu này, và bên nào có cường độ ánh sáng mạnh hơn thì chiếc máy này nó sẽ xoay theo bên cường độ ánh sáng mạnh hơn đó và hút được nhiều năng lượng hơn. Và năng lượng đó mình có thể dùng cho rất nhiều việc khác nhau như các mọi người đã thấy. Thì ở đây chúng ta hãy cùng làm thử nghiệm. Khi mà em che cảm biến bên này thì bên này sẽ có ánh sáng mạnh hơn, và cái tấm pin này nó sẽ xoay qua bên đó. Và về nguyện vọng, hướng phát triển của em, mời bạn Bảo Khanh nói. Thì hướng phát triển của bọn em sẽ gồm 3 hướng chính. Thì đầu tiên là chúng em định lắp một máy biến cảm ứng mưa, để khi mưa mà máy có thể tắt các hệ thống để tiết kiệm năng lượng. Thứ hai là chúng em sẽ gắn một cái hệ thống bánh xe ở dưới và có những cái chốt để có thể dễ dàng di chuyển và ngừng ở mọi lúc chúng ta muốn. Và thứ ba là chúng em muốn cái pin năng lượng này có thể xoay một cách hai chiều và để có thể thuận tiện hơn trong việc lấy ánh sáng mặt trời. Rất mong các vị giám khảo cho chúng